chị cũng hơi bối rối luôn á. Nếu như chị bảo vệ họ thì chị sẽ làm cho con chị không tự tin, bởi vì con chị đang đúng. Ví dụ vậy thì chị chỉ có biết là nếu như bạn làm sai thì bạn xin lỗi, thì hai bạn xin lỗi lẫn nhau và ôm nhau lúc đó thì chị xử lý được ngang đó thôi. Chị thấy rất là nhiều cặp mà ba mẹ đó, cặp phụ huynh đó gây nhau vì con nhỏ, con nít đó. Ra thì gần đây em thấy có một cái vụ việc rất là lớn mà em nghĩ là chắc ai cũng biết, đó là vụ việc con trẻ đánh nhau mà lại khiến cho người lớn phải vào cuộc, và người lớn đó lại làm tổn thương đứa con nít, đúng không? Đáp trả đến em cũng biết con của người khác, tức là đáp trả lại trẻ con bằng cái hành động của người lớn, bằng cái bạo lực của người lớn. Thì cái đó là em thấy rằng là em rất là phẫn nộ, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến một đứa trẻ con mà nó còn ảnh hưởng đến luôn cả con cái của mình. Đúng, bởi rồi. Vì khi mà mình làm cái việc đó nó sẽ mặc định rằng là nếu như một người đánh mình phải đánh lại. Nó sẽ không có một cái khái niệm trong đầu rằng là mình sẽ phải làm gì trong trường hợp là mình bị đánh. Mà cái đầu tiên mà mình cần làm đó là về mách ba mẹ để ba mẹ xử lý cái việc này. Từ đó nó sẽ gây ra cái hậu quả là thứ nhất là không tự bảo vệ được bản thân. Thứ hai là bạo lực hơn. Có cái mindset trong đầu là tất cả mọi thứ đều giải quyết bằng bạo lực. Đó, thì em thấy rằng là cái việc mà người lớn cư xử trong những cái trường hợp của trẻ con á, nó là rất quan trọng, vì nó là tấm gương để cho trẻ con nhìn vào và xử lý cái việc đó. Nhưng em thấy chị Mai trong cái trường hợp vừa rồi á, em rất là khâm phục vì chị bình tĩnh á, đủ bình tĩnh để giải quyết việc đó. Thực ra thì ở nhà vì chỉ có hai bé, con nít mà, giành nhau này kia là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà nhà chị cũng có camera để mà có những cái mình không nhìn thấy, đúng không rồi. Biết binh ai cả. Mình không thể nào mà vô cớ, hoặc là ví dụ như con bé nhỏ khóc mà mình lại đánh anh hai, hoặc là anh hai làm như thế nào đó là mình lại la bé nhỏ thì không được. Mình phải phân xử công bằng. Nếu như con thật thà, con nhận lỗi thì sẽ bỏ qua. Còn nếu như nói dối một lần thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Và người nói dối là người rất là xấu xa. Thì đôi khi mình cũng thấy mình dạy không đúng. Bản thân của chị có những lúc mà khi mà mình sinh đứa thứ hai đó em, mình bực bội, mình stress đó, rồi mình phải chăm lo một đứa nhỏ trước là ăn uống như thế nào, rồi đứa thứ hai là vắt sữa rồi tùm lum hết. Thì đôi khi có những cái sai của con á mà mình ném cái giận, cái nóng của mình, cái mệt mỏi của mình lên đứa con, nó là tại sao là con làm như vậy. Mình lỡ la lớn tiếng á, khi mình mở camera mình xem lại, mình thấy cái hành động của mình thấy cái sự sợ hãi của con thể hiện trong cái camera, mình cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Trong cái cách hành xử của người lớn á, nó ảnh hưởng trực tiếp ngay và luôn đến con trẻ. Nên là những cái mà cha mẹ cứ nghĩ rằng là có gì con cứ đánh lại nó, có gì cứ về mách bố, rồi bố lên bố xử lý nó. Chị không thể nào dạy con chị theo cách như vậy được. Và không thể nào mà cứ con mình là nhất, con mình là đúng. Nhân tiện cái việc chị nói á, thì em cũng chia sẻ một cái việc này. Cái này là em đang muốn hỏi mọi người nha. Em có một người bạn dạy con theo cái kiểu như nè: tao nói cho mày biết nghe chưa, mày mà lên trường á, mà mày bị bạn bè mày đánh á, mà mày về mắt tao là tao đánh mày thêm. Bạn đánh là phải đánh lại, không được quyền đánh bạn trước, nhưng mà bạn đánh là phải đánh lại. Cái đó hồi xưa mấy đứa bạn em kiểu như nó cũng bị ba mẹ nó tiêm nhiễm vô đầu cái y chang vậy luôn. Thật ra nó là tại vì con em cũng còn nhỏ, năm nay mình chưa có, em cũng vẫn chưa biết học là cái quá cư xử như giờ. Đơn giản gần nhất đây là ta cắn thằng bé ở trong lớp nó. Thì tại vì em cũng coi camera, em thấy thì thằng nhóc đó thì nó lại kiểu con nít mà, thì nó giành ghế nhau ngồi thì nó cắn. Mà mình cũng ngại chứ, mình ngại tại vì nếu trường hợp con mình bị cắn mình cũng xót. Thì mình cũng về mình cũng nói nó là sao con cắn bạn này kia, thì con xin lỗi này kia, thì em cũng vô em xem. Mà cũng may là thằng bé kiểu nó cũng không phải đến mức nào. Thì nhiều hôm nay rất là vui khi chúng ta có một mom rất là hiền thục, dịu dàng, dễ thương, dễ mến ngồi ở đây. Đó chính là đồng có săn, thiên thần vai có cánh, cần đó là váy là có hoa luôn, khách mời phải có tên. Vâng, xin giới thiệu khách mời, đó chính là chị Maika. Ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ rất là gây tranh cãi đây, em đoán thế. Em muốn hỏi mọi người á, mọi người có bao giờ nghĩ tới cái việc là kiểm soát chồng mình trên các phương tiện xã hội? Ví dụ như kiểm soát điện thoại này, hoặc là có thể là kiểm soát bằng cách là kiểm tra ví tiền hay là cái gì đó. Có bao giờ mọi người đã kiểm soát chồng mình như thế chưa? Có. Có em hả? Có kể luôn nè. Em luôn là em là chùm, kiểu mỗi lần chồng em đi tắm là em luôn luôn cầm điện thoại lên coi có hình gì lạ không nè, có hình gì mới lạ không, chụp màn hình, chụp vẽ gì, múa gì, tính múa gì, bắt đầu chụp màn hình lại, hay là tính thích cái gì đó sẽ chụp màn hình lại.
Xong rồi có một lần em coi em thấy chồng em luôn một bó hoa màu hồng rất to và rực rỡ. Xong rồi em nghĩ chắc tặng mình. Lúc đó là cũng gần tới 14 tháng 2, cái em thấy trời ơi lưu hình hoa là chắc thế nào mấy bữa nữa cũng tặng mình hoa. Cái em đi khoe khắp làng khắp xóm. Em khoe hết từ trên xuống dưới, khoe từ ba mẹ chồng tới ba mẹ ruột, khoe từ bạn thân cho đến bạn lạ, không cuối cùng chồng em không tặng em. Cuối cùng tới ngày đó em đợi từ sáng em thấy không có thì chắc chắc chưa tặng, chưa có thì chắc tối tặng. Cuối cùng nguyên buổi tối nguyên ngày không có gì tặng. Xong em hỏi là ủa hoa em đâu? Ủa hoa gì má? Hoa luôn trong điện thoại đâu? Hoa gì? Cái bó hoa màu hồng đó. À, anh Lưu vậy ơi, anh nấu tiền đó mua. Anh định kiểu như là đăng gửi tấm hình bó hoa nó tặng em giống mấy người mà Happy Birthday hay gửi tấm hình bánh kem giống vậy, chị hiểu không? Là có nghĩa là chỉ cái lưu cái hình đó để tới cái ngày đó tặng mình cái tấm hình đó thôi chứ thật sự không có tính tặng cái bó hoa. Trời ơi, xong rồi bài học rút ra ở đây là gì? Bài học rút ra ở đây là gì? Nhiều khi là Khánh đang chơi chiêu á, cho em bất ngờ đó. Thì em đã bất ngờ rồi đúng không? Em bất ngờ thiệt. Đó, cái đó cũng là một cái bất ngờ mà. Bất ngờ mà em đập vô mặt. Chắc là biết tính của em hay cầm điện thoại cho đó. Nên làm phát cho bỏ ghê. Đúng rồi, chắc chơi em hay gì đó. Nhưng mà những cái mà tài khoản xã hội của chồng em là em đều có bát hết. Với là ai nhắn gì là em cũng biết hết trơn. Là em phải như vậy em mới cảm thấy yên tâm. Thì thí dụ như không có gì thì đưa em cũng đưa cho chồng em chồng em cũng phải đưa em, có nghĩa là mà hai đứa mình trong sạch thì đưa nhau bình thường thôi, ý là em nghĩ như vậy. Còn không biết là có một số vợ chồng thì người ta không bao giờ kiểm tra điện thoại nhau, thì nếu như là em thì cảm thấy em rất là lo, em hay suy diễn, em hay tưởng tượng mường tượng ra nhiều cái ghê gớm lắm, em không dám chơi biện pháp đó. Chị thấy vậy là Thanh cũng hay á, có nghĩa là để tâm tới cái chuyện Facebook của chồng, Messenger đồ này kia kia nào. Còn hình như là em vô tâm hay sao, em không có để ý tới luôn á. Bình thường chị không bao giờ nghi ngờ anh nhà luôn hả? Chưa bao giờ luôn. Tình yêu tuyệt đối quá. Nói chung là không phải là gì hết, nhưng mà thật sự ra em nghĩ ủa nếu bây giờ đã muốn giấu rồi là chắc chắn sẽ giấu được. Kiểm tra để làm gì? Mình ví dụ như bữa nay mình phát hiện được cái này là mình đang tạo cơ hội để cho người ta bắt đầu tìm một cái chiêu trò khác để gạt mình. Thôi vậy thôi mình làm đi, khi cái level nó ngày càng update lên hơn đúng không? Rồi. Thế nhưng mà có khi nào bị chưa? Có khi nào kiểm tra chưa? Chưa luôn. Chưa bao giờ. Tức là từ cái mà update này kia là tự tưởng tượng thôi, phải không? Dạ đúng rồi. Chưa bao giờ em kiểm tra đâu. Em muốn nói cái từ kiểm soát nó không hẳn là mình nghi ngờ, mà nó lại là kiểu như mình muốn kiểm soát cái tình hình, nó muốn là kiểu như mình biết được là người đó đang làm gì, đang quan tâm đến cái vấn đề gì đó, chứ không hẳn là mình nghi ngờ đâu. Nhưng mình muốn kiểm soát cái đó, tức là cái bản năng kiểm soát của mình á. Cho yên tâm coi cho biết, đúng không? Yên tâm coi cho biết thôi, chứ cũng không em phải cũng là một dạng coi cho biết. Tại vì đó là không có cái gì giống như vô, thậm chí giờ cầm điện thoại lên coi cũng biết coi gì, tại vì không có gì để coi. Rất là chán. Tại vì chơi game, hai vợ chồng cũng chơi game online chung với nhau. Buồn tay quá thì cũng cầm lên xem như thế nào. Nhiều khi là Facebook ổng gì đó, như mấy bạn gái ổng em kêu là sếp không, em còn phải bấm kết bạn chấp nhận giùm luôn mà. Còn chị Mai? Còn chị thì như Bông nói á, thì đúng là không có phải là mình cứ kiểm tra là mình giống như Thanh, đúng không? Nghĩa là cái tiết lời của Thanh là cái Thanh. Em là thuộc người nhiều chuyện, cái cốt nhiều chuyện á chị, em nhiều chuyện mọi thứ, tất cả mọi thứ thì, trong nhà luôn. Thì có những cái tiếp khác cũng là nhiều chuyện, nhưng mà nhiều chuyện ở đây là thử mở ra xem thử là chồng mình có trăn trở vấn đề gì không. Hay là có cần mình, hay là nhiều khi sợ mình buồn lại không muốn san sẻ. Về anh nghiệp nhà chị thì ví thì cũng không có bao nhiêu tiền hết, thì cũng mấy đồng thì chị bỏ vô tài khoản, thì anh không có biết xài ATM em ơi, không có nhớ password. Tóm lại là password là chị phải nhớ hết mọi thứ, là ảnh không có cần quan tâm. Thì lâu lâu chị sẽ vào cái note của ảnh á, ảnh sẽ ghi lại buổi đêm ảnh không ngủ á, thì chị sẽ xem thử là cái suy nghĩ của chồng mình là cái gì, mình có giúp được cái gì không, thì đó thôi. Chứ còn về những cái vấn đề mà để kiểm soát nhau thì chắc là đúng như là Mai Ca nói, là có muốn kiểm soát cũng kiểm soát không được. Đúng rồi. Đó là tự thân của mỗi người thôi, nhưng mà đây là mình xem để mình cùng san sẻ. Đây, ở đây toàn là những ông chồng tuyệt vời không? Kinh quá, chán lắm. Em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về cái việc là kiểm soát. Em có một người bạn, bạn em hay gọi đùa nó là Conan, bởi vì thật sự ra em thấy chưa có một đứa con gái, một người phụ nữ nào mà có thể kiểu điều tra một cách gọi là logic, mà nó phải gọi là đi sâu vào cái sự tiểu tiết nó như thế. Tức là có một cái câu chuyện nhỏ này thôi, em sẽ kể cho mọi người nghe là hấp dẫn. Làm thế nào để mà phát hiện ra một cái sự dối trá ở trong cái câu chuyện nha. Bạn em đi làm ở rất xa mới gọi điện về cho bạn trai,
là ở anh đang ở đâu, thì bạn trai bảo là anh đang ở nhà. Cũng như bình thường thôi, rất đen cho bạn đấy là bạn của em á, follow tất cả những cái Instagram của người yêu cũ của cái bạn nam này. Đó, là follow, không thèm follow Instagram của anh này luôn mà follow Instagram của người yêu cũ luôn. Thế là mới phát hiện ra có một bức hình của một trong số những người yêu cũ up chụp một cái bàn ở ngoài bãi biển. Xong rồi có một cái hộp quẹt quá đen cho là anh người yêu của bạn em. Đó là hộp quẹt của nó, hộp quẹt của thằng bạn trai nó. Thế là nó mới nhìn thấy cái hộp quẹt đấy rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn nha. Vẫn xác nhận lại một lần nữa, nhẹ nhàng đi vào Facebook của bạn trai. Thấy bạn trai up một hình hình một cái ly cà phê rất là ăn gian nha, không chụp bãi biển nha, mà là chụp trên bàn, trên cái ghế, trên cái ghế, để vào cái ghế nha, chụp cái ly cà phê. Quá đen là cái ly cà phê đấy nó dính trong cái hình nó đúng không? Nó dính một cái góc cho chút xíu ở trong cái hình của cái bạn trên Insta mà nó có cái hộp quẹt ấy. Nó dính một cái góc. Em thề luôn. Cái ly á, nó như này đúng không mọi người? Nó chỉ dính một cái phần một nhỏ xíu như này thôi. Mà nó nhìn thấy. Thì để xác nhận làm sao? Gọi điện lại, nói một câu bâng cua. Anh đi biển có vui không? Bạn trai bên kia im lặng. Là biết là bị phát hiện rồi. Em phải nói rằng là mọi người á, mọi người đừng có nghĩ rằng cái chuyện kiểm soát là chỉ nên kiểm soát điện thoại của chồng, của người yêu mình, mà nó còn phải là kiểm soát những mối quan hệ xung quanh, mọi người hiểu không? Tức là chỉ những cái chi tiết nhỏ xíu đó thôi mà nó liên kết lại và nó tạo ra một cái câu chuyện là à, bạn nam này đi chơi với cái bạn nữ kia nhưng mà nói dối. Mà thực ra là chỉ hai người đi quay chung thôi, cũng không có gì, nhưng mà lại nói dối. Tại sao lại nói dối, đúng không? Su cà na. Su cà na luôn. Su cà na luôn. Thấy chưa? Thủy cô nam. Nhưng mà mọi người phải công nhận nha, phụ nữ có những cái gọi là rất giác là hay quan. Là giác quan biết ngay lập tức một chút xíu thôi. Thậm chí nhiều khi bức hình đó bình thường đúng không, nhưng mà mình nhìn ra đúng. Được những cái mà người khác không nhìn ra. Nhưng mà em nói cho mọi người biết, bây giờ Facebook nó là xưa rồi, kiểm tra tin nhắn Facebook nó là xưa rồi, Zalo hay là Instagram nó cũng xưa rồi. Bây giờ chị biết mọi người mà những người mà đã có cái những cái mối quan hệ mà mờ ám, ngoài luồng mà không muốn cho mình biết, em đoán đã liên lạc qua đâu không? Em đoán được không? Telegram. Mời đoán nào. Chơi game. Wow. Đó. Ghê vậy? Chơi game. Chơi game. Không thật chị, thật. Chơi có nghĩa là không muốn tin phải tin, tại vì bạn em có một người quen, bạn gái sắp cưới luôn rồi, mọi thứ đi vào đâu đó thì phát hiện là cô vợ sắp cưới chơi game và ngoại tình với một cái bạn, có nghĩa là cũng là trên game nha, và vợ chồng chồng với một cái bạn nam đó ngoài Hà Nội, là bạn nam kia bay vô đây là bắt tại trận luôn, mà nó có ngày gần cưới. Nhưng đó, tức là có rất là nhiều những cái game online hiện bây giờ, tại vì mình nghĩ là chuyện với nhau ở đúng trên rồi. Đó mình nghĩ chơi game thể... thôi, nhưng mà đâu có nghĩ là trên game bây giờ vẫn chat cũng nói chuyện được với nhau cơ mà, nói chuyện bình thường thì cái cách mà để liên hệ những mối quan hệ ngoài luồng bây giờ vô trong đó là bực bội nói chuyện nè, chat nói chuyện nè, xong mà ạch Zalo rủ nhau đánh nè. Nhưng mà khi ví dụ đi chồng mình mà có ví dụ trong game đó thì sẽ không dám nói chuyện ở trên cái điện thoại đó đâu. Chỉ là chat trong đó thôi. Ôi trời ơi, chết rồi, chat trong game thôi chứ không chat trên những cái. Nhưng mà thực ra đấy, như chị Mai Ca cũng có nói rồi, tức nếu mà đã muốn rồi thì kiểu gì nó cũng có cách, đúng không chị? Ơi, kiểu gì nếu như vậy là sau ngày hôm nay nha, em cảm thấy em yêu chồng em 200% đó. Không có chơi game gì hết đúng không chị? Không chơi game luôn. Chết rồi, chồng em phải đàn ông không ta? Ông xã em cũng chơi game nhưng mà ổng chơi chung với em. Đúng rồi, chơi chung với hai ông chơi mình, ổng toàn chơi mấy cái game sàn giống như là chặt cây đi lấy tiền. Cái gì vậy chị? Ổng chơi mà ổng còn nói trò xanh, anh lại chơi những cái trò nhảm gì hả em? Nhưng mà chơi game ngoại tình là có thiệt, em chứng kiến rồi. Và đó, có hẹn đó, gặp nhau đi ra ngoài tỉnh, nó gặp bạn chị đó. Hoặc là bạn đó ở ngoài tỉnh nó bay đúng trong này gặp. Nhưng mà họ cũng là tùy người. Offline mà thì nhiều khi là đi offline gặp nhau, đi cà phê thôi. Nhiều khi là mình không biết là gặp những ai, không biết được. Nếu như mà mình có kiểm soát hay không kiểm soát, mà chồng mình là có muốn hay không, chồng mình có muốn len lỏi lương lẹo luồn lách hay không, đó là ở chồng mình. Nếu mà đã muốn kiểm soát thì em khuyên nên đi học một khóa về internet nha, chứ bây giờ có những cái phần mềm và những cái nó gian nan và nó ghê gớm lắm mà mình không hề biết được nha. Bí mật tinh vi hay là mình làm sao cũng phải cho khéo chút xíu, tại vì á, không phải là người nào cũng thích bị kiểm soát. Đúng rồi, tại vì á, đàn ông đôi lúc là luôn luôn họ vẫn cần những cái khoảng không gian riêng. Nhưng mà mình cứ kiểu như mà mình cứ vậy hoài, nhiều khi người ta cũng thấy khó chịu. Đúng rồi. Cho nên là nếu như mà đã kiểm soát thì phải khéo léo, đúng không ạ? Dạ. Có kiểm soát nhưng mình vẫn coi như là mình chưa hề biết gì, vẫn nai tơ và coi như là anh làm gì đó là tự do của anh, chứ không em không hề hay biết. Mình biết để mình cảnh giác thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chị nghĩ á, kiểm soát hay không thì mình phải xây dựng hàng ngày bằng tình yêu thương của mình. Đúng. Người ta không thể nào phụ cái lòng yêu thương đúng của mình. Đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Là mình cứ vun đắp bằng yêu thương thì để cho người ta
xa cái suy nghĩ đó ra, ý là vậy đó. Ra cũng có ai muốn là phải nhức đầu vì cái chuyện là đúng phải rồi. Kiểm soát người kia đâu đúng không? Đúng rồi. Chị có một cái là quan tâm vì chị gặp một cái vấn đề vừa mới xảy ra cách đây cũng vài hôm khi mà chị đi du lịch luôn, là liên quan tới cái chuyện con á. Mình phải dạy con mình cách bảo vệ hoặc là có những cái tình huống con mình sẽ xử lý như thế nào khi mà gặp người lạ. Vừa rồi là gia đình chị đi nghỉ mát ở Mũi Né, thì có một anh bạn hỏi là ủa có nhớ anh không, cái chị mới nói là dạ em sinh đẻ xong cái đầu em nó cũng âm u quá, em xin lỗi anh cho em một cái từ gọi đi. Thì nó là anh làm việc ABCD, thì chị nhớ ra là anh đó làm công việc đó. Thì ảnh mới nói tiếp câu thứ hai là sao em hiền vậy mà con em dữ quá vậy. Dạ em cũng không có hiền lắm, nhưng mà sao vậy anh, tức là mắng vốn chị luôn. Chị mới nhìn qua con của chị là đang đứng đó luôn á, nói là ủa Hùng Tâm, sao có chuyện gì hả? Mình hỏi vì có hai đứa bé đó mà. Thì nói là dạ bạn cán chân của con. Thì mình cũng không có chứng kiến cho nên mình không biết. Thì mình nói là bạn cán chân con hả? Rồi con có nói gì bạn không? Nó hung dữ lắm. Cái anh nói với chị vậy, con xin lỗi bạn vì chuyện con hung dữ đi. Thế con có cán chân Hùng Tâm không? Con xin lỗi Hùng Tâm vì cái chuyện cán chân, là ngay trước mặt mẹ ba mẹ của bạn đó luôn á. Thì nói là nếu như có thì xin lỗi nhau, vì ở nhà là chị dạy là con chị á là sai là phải xin lỗi. Em nhỏ thì cũng phải xin lỗi, mà người lớn cũng phải xin lỗi là điều tất nhiên. Hùng Tâm á, bạn Hùng Tâm bị cán cái chân đó, thì khi mà được nghe kể lại đó, mọi người, rất là nhiều người kể lại xung quanh, nó là con bé này theo nó cán cái chân của anh này, thì anh này có nói em xin lỗi anh đi, em xin lỗi anh đi, nó bắt con bé này phải xin lỗi cho bằng được. Thì chị hỏi mấy em là hay là cách dạy của chị có vấn đề gì? Bởi vì là nếu như gặp trong cái trường hợp đó chẳng hạn, thì nó cứ bắt người ta là phải xin lỗi đi, mà lỡ khi gặp cái người hung dữ hoặc là gặp cái người nó không cùng quan điểm với mình, lúc đó chị cũng hơi bối rối luôn á. Nếu như chị bảo vệ họ thì chị sẽ làm cho con chị không tự tin, bởi vì con chị đang đúng. Ví dụ vậy thì chị chỉ có biết là nếu như bạn làm sai thì bạn xin lỗi, thì hai bạn xin lỗi lẫn nhau và ôm nhau lúc đó, thì chị xử lý được ngang đó thôi. Chị thấy rất là nhiều cặp mà ba mẹ đó gặp phụ huynh đó gây nhau vì con nhỏ, con nít đó. Ra thì gần đây em thấy có một cái vụ việc rất là lớn mà em nghĩ là chắc ai cũng biết, đó là vụ việc con trẻ đánh nhau mà lại khiến cho người lớn phải vào cuộc, và người lớn đó lại làm tổn trả đứa con nít đúng không? Đáp trả đến em cũng biết vụ con của người khác, tức là đáp trả lại trẻ con bằng cái hành động của người lớn, bằng cái bạo lực của người lớn. Thì cái đó là em thấy rằng là em rất là phẫn nộ, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến một đứa trẻ con mà nó còn ảnh hưởng đến luôn cả con cái của mình. Đúng bởi rồi. Vì khi mà mình làm cái việc đó, nó sẽ mặc định rằng là nếu như một người đánh mình phải đánh lại. Nó sẽ không có một cái khái niệm trong đầu rằng là mình sẽ phải làm gì trong trường hợp là mình bị đánh. Mà cái đầu tiên mà mình cần làm đó là về mách ba mẹ để ba mẹ xử lý cái việc này. Từ đó nó sẽ gây ra cái hậu quả là thứ nhất là không tự bảo vệ được bản thân. Thứ hai là bạo lực hơn. Có cái mindset trong đầu là tất cả mọi thứ đều giải quyết bằng bạo lực. Đó, thì em thấy rằng là cái việc mà người lớn cư xử trong những cái trường hợp của trẻ con á, nó là rất quan trọng, vì nó là tấm gương để cho trẻ con nhìn vào và xử lý cái việc đó. Nhưng em thấy chị Mai trong cái trường hợp vừa rồi á, em rất là khâm phục vì chị bình tĩnh á, đủ bình tĩnh để giải quyết việc đó. Thực ra thì ở nhà vì chỉ có hai bé, con nít mà, giành nhau này kia là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà nhà chị cũng có camera để mà có những cái mình không nhìn thấy, đúng không rồi. Biết bên ai cả. Mình không thể nào mà vô cớ, hoặc là ví dụ như con bé nhỏ khóc mà mình lại đánh anh hai, hoặc là anh hai làm như thế nào đó là mình lại la bé nhỏ, thì không được. Mình phải phân xử công bằng. Nếu như con thật thà, con nhận lỗi thì sẽ bỏ qua. Còn nếu như nói dối một lần thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Và người nói dối là người rất là xấu xa, thì đôi khi mình cũng thấy mình dạy không đúng. Bản thân của chị có những lúc mà khi mà mình sinh đứa thứ hai đó em, mình bực bội, mình stress đó. Rồi mình phải chăm lo một đứa nhỏ trước, rồi ăn uống như thế nào, rồi đứa thứ hai là vắt sữa, rồi tùm lum hết. Thì đôi khi có những cái sai của con á, mà mình ném cái giận, cái nóng của mình, cái mệt mỏi của mình lên đứa con, nó là tại sao là con làm như vậy. Mình lỡ la lớn tiếng á, khi mình mở camera mình xem lại, mình thấy cái hành động của mình thấy cái sự sợ hãi của con thể hiện trong cái camera, mình cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Trong cái cách hành xử của người lớn á, nó ảnh hưởng trực tiếp ngay và luôn đến con trẻ. Nên là những cái mà cha mẹ cứ nghĩ rằng là có gì con cứ đánh lại nó, hay có gì cứ về mách bố, rồi bố lên bố xử lý nó. Chị không thể nào dạy con chị theo cách như vậy được. Và không thể nào mà cứ con mình là nhất, con mình là đúng.
Nhân tiện cái việc chị nói á, thì em cũng chia sẻ một cái việc này. Cái này là em đang muốn hỏi mọi người nha. Em có một người bạn dạy con theo cái kiểu như nè: tao nói cho mày biết nghe chưa, mày mà lên trường á, mà mày bị bạn bè mày đánh á, mà mày về mà mắt tao là tao đánh mày thêm. Bạn đánh là phải đánh lại, không được quyền đánh bạn trước, nhưng mà bạn đánh là phải đánh lại. Cái đó hồi xưa mấy đứa bạn em kiểu như nó cũng bị ba mẹ nó tiêm nhiễm vô đầu cái y chang vậy luôn. Thật ra nó là tại vì con em cũng còn nhỏ, năm nay em mình chưa có, em cũng vẫn chưa biết là cái cư xử như giờ đơn giản gần nhất đây là nó cắn thằng bé ở trong lớp nó. Thì tại vì em cũng coi camera em thấy thì thằng nhóc đó thì nó lại kiểu chung nít mà thì nó giành ghế nhau ngồi thì nó cắn. Mà mình cũng ngại chứ, mình ngại tại vì nếu trường hợp con mình bị cắn mình cũng xót. Thì mình cũng về mình cũng nói nó là sao con cắn bạn này kia, thì con xin lỗi này kia, thì em cũng vô em xem. Mà cũng may là thằng bé kiểu nó cũng không phải đến mức nào. Thì nhiều khi nha, em coi những cái câu chuyện trên mạng xã hội đó sao em cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân em á, trong trường hợp đó mình phải làm gì. Đó là một câu hỏi giống như là em cái lúc đầu tiên á, em cũng sẽ tự nhủ trong đầu, có nghĩa là mình phải làm sao cho nó là nó phải biết cách tự vệ bản thân nó. Tại vì có những cái trường hợp em đọc tới mức mà mấy đứa bạn trong lớp nó hội đồng một thằng bé, nghĩa là nó ăn hiếp, thì đâm ra kiểu như mình trong cái khoảnh khắc nha, em tự nhủ là có nghĩa là ok, con không bao giờ con được đánh người ta trước, đánh lần một lần hai, nhưng mà không thể nào để cho người ta đánh con lần thứ ba. Thì đâm ra là kiểu như mình cũng bị rối, mình vẫn không biết là bây giờ mình phải làm cái gì nếu mình là trong trường hợp đó. Có nhiều đứa nha, nó con nít á không sợ, nó về nó nói lại hoặc nó đánh lại mình không nói. Có nhiều đứa nó im lặng, nó cam chịu. Đúng mà rồi, nó bị, đúng rồi, nó bị đánh rồi nhiều khi nó bị stress. Chị á thì chị thường nói chuyện với con trước khi đi ngủ: hôm nay con đi học có vui không, hay là con có cái gì không. Hùng Tâm đi học cũng bị cũng đôi khi bạn năng động mà nhiều khi bạn lỡ tay đánh trúng hoặc là như thế nào, hoặc là nhét cái đồ vào mũi chẳng hạn. Mai nghĩ rằng cũng phải trang bị cho con mình có những cái tự vệ, không phải là mình ăn hiếp người khác, nhưng mà trong trường hợp đó thì con sẽ như thế nào. Nhưng mà em thấy là có những bà mẹ thật sự luôn là ông bố bà mẹ luôn luôn cho rằng con mình đúng. Đúng rồi đó em. Tức là khi mà con về mà mét rằng là bạn bắt nạt con hay là bạn đánh con á, tức là mình, như chị Mai nói rằng mình không phải là người chứng kiến, cho nên mình phải tìm hiểu câu chuyện trước đã. Nhưng có những người họ chưa cần chứng kiến, chỉ cần nghe con nói thế thôi là đã bắt đầu là gọi là đùng đùng nổi giận, xong rồi là phải như thế nọ. Những cái trường hợp mà phụ huynh như thế em thấy nó cũng khá nhiều, không phải là ít. Nhiều mà. Thế thì với những cái trường hợp như thế thì nếu như là mình á, thì mình sẽ giải quyết trường hợp đấy như thế nào? Nếu như mà có một người phụ huynh mà cứ khăng khăng rằng con mình đánh con người ta thì mình sẽ phải giải quyết như nào? Vì thực sự là em nghĩ rằng là cái trường hợp đó cũng không phải là hiếm. Nhiều. Nếu như mà đánh ở trong trường tất nhiên sẽ có camera lại, thì mình sẽ xin nhà trường trích xuất. Còn nếu như không thì mình cứ về mình sẽ hỏi. Tất nhiên mình cũng không thể nào mà mình tin tưởng được con mình nó 100% như vậy được. Đôi khi nó cũng bức xúc rồi nó cũng đánh lại những bạn khác mà chứng kiến thấy gì đó. Bạn giống như hồi xưa em đi học nha, nếu mà nói về vấn đề hâm bị hâm quýnh thì em có bị hâm quýnh rồi, hồi cấp hai có bị hâm quýnh rồi, mà mẹ em là cho em đi học võ từ nhỏ luôn, từ lớp 4, lớp 5 là cho em học võ rồi. Với lại mẹ em cũng sợ là em học võ xong em sẽ đi quýnh những bạn khác, cho nên là mẹ em đó, bây giờ em quýnh trường đó cũng mở kinh Phật về luật nhân quả, nếu như quýnh người ta sau này sẽ bị gì rồi, xong dẫn em đi chùa rồi nọ, khi cho em đi khóa tu một ngày, khóa tu mùa hè rồi nọ, cho em trấn an cái tâm mà kiểu như là sân si ham quýnh người khác ở trong em đó. Thì em cũng ém được qua cái thời gian em đi học, biết tại sao tới khi em lấy chọn cái tham sân si ham quýnh lộn mới là chỗ dậy. Thì ý em nói là nếu như mà có con thì cũng nên, con thí dụ là con gái cũng nên cho đi học võ, là em thấy cái đó rất là tốt. Ví dụ muốn sau này chồng quýnh mình, con quýnh lại chồng thì hoặc là vô lớp bạn quýnh mà thí dụ như thấy cảm thấy nhịn được thì nhịn, còn nhịn được thì dùng ra chạy, còn sức khỏe để chạy. Đúng rồi, còn sức khỏe để chạy đó. Thì em nghĩ những cái đó cũng đối với lại cũng phải giáo dục tư tưởng trong đầu là không được đi quýnh bạn trước. Mình đừng nên sai với người khác, nếu người ta sai với mình thì mình cứ bỏ chạy đi, còn nếu người ta sai quá thì mới cần đến sự can thiệp của ba mẹ. Còn nếu bình thường em mét mẹ phải chửi em trước lắm, thiệt tình luôn, không biết sao luôn á. Thí dụ như bạn không sai mà em dễ mét mẹ cũng nói là hả, qua biểu vô trong lớp mình chơi làm sao mà để bạn bè ghét mày và đòi quýnh mày thì nó kia. Nhưng mà ý là mẹ em nói một đằng thôi, mà mẹ em cảm thấy không ổn môi trường này, nếu như đi học nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện cho bạn mình sắp quýnh mình này nọ kia sẽ không học nổi, nên là mẹ em cho em chuyển trường luôn. Thì em nghĩ là có nhiều cách để giải quyết, thay vì chuyện như là phụ huynh mà phải lên chỉ là bà con bà sai á, ông con tôi sai, ông con bà sai đó, con bà mới sai á, giống như vậy thì nó sẽ không có được cái gì hết, mà sau này còn hận thù nhau, nhiều khi trả đũa nhau này nọ nữa. Rất là phiền. Ra ở đây có ba đứa em là Tú này, Thanh này, như em thì con mới chỉ có hơn 2 tuổi thôi. Cho nên về cái việc là nó về nó mách mình rằng là ở lớp có chuyện gì xảy ra ấy thì cũng chưa có.
Nhưng mà ở đây có chị Mai này với chị Mai Ca nè. Con nhỏ em thôi. Nhỏ, con em mới có 14 tháng thôi. Ừ, con chị thì 3 tuổi rưỡi rồi thì đó, nó đã biết á. Rồi. Ừ, nó đã biết biết nói và mình phải khuyến khích, nhưng chị thấy nó cam chịu quá em. Đôi lúc á nó cam chịu, nó sợ mình lo hay là như thế nào nó không nói. Chị thấy vết bầm chẳng hạn không nói, khi mà cô giáo nói thì chị mới biết. Cho nên là mình phải dạy lúc nào cần cương quyết, lúc nào cần như thế nào. Bạn chị có một người như vậy nè, nó tát mình hai cái thì mình cũng phải tát nó lại một cái, chỉ là vậy đó. Thì chị nói ừ, đôi khi nó cũng có những cái hay riêng, vì trong trường hợp nào thì cái đó nó sẽ được sử dụng. Thực ra em thấy người lớn mình cũng có khác gì trẻ con đâu. Tức là trong một cái câu chuyện, ví dụ như mình thấy rằng là người kia đánh người này, nhưng thực ra cái lỗi nó lại của người này chứ không phải là của người kia. Tức là khi mà người ta đã tức giận đến một mức độ không thể làm cái gì khác nữa thì người ta sẽ dùng tới bạo lực. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện mà mình xem á, thì mình lại thấy cái người bạo lực là người sai, nhưng cái nguồn cơn lại là từ cái người mà hứng chịu bạo lực. Cho nên là khi mà mình dạy con, em thấy rằng là nó cũng rất là khó nha. Bởi vì mình cũng không biết rằng là con mình bị đánh hoặc là con mình đánh con người ta thì cái nguồn cơn nó là từ đâu. Em nghĩ rằng là cái đấy mình phải dành thời gian, nhiều thời gian để mình trò chuyện cùng con. Tức là khi mà mình dùng tự vệ thì nó cũng là một cái dạng bạo lực, nhưng mà nó là chính đáng. Cái việc dạy con trẻ cái cách tự bảo vệ mình đó, rất là quan trọng. Quan trọng trong mọi lứa tuổi luôn á. Tùy hoàn cảnh thì mình sẽ dạy khác nhau, chứ bây giờ cũng không có một cái công thức chung nó như thế nào. Bởi vì tính cách của mỗi đứa trẻ là mỗi khác nhau, rồi văn hóa gia đình của mỗi người cũng mỗi khác nhau nữa. Con Mí nhà chị nè, con đứa con sau của nhà chị nè, mặt hiền lắm. Anh hai nó vậy nè, ngồi một hồi chị mới thấy anh hai của nó: tại sao Mí kỳ cục như vậy? Ủa tại sao con lớn tiếng với em dữ vậy không Tâm? Coi camera mà em thấy bà nhỏ này bà nhéo anh hai vậy nè, rất nhẹ nhàng, mặt rất bình tĩnh, nhưng tay là nhéo. Đó, thì nguồn cơn đó, như Bông nói là nguồn cơn, là cơn làm cho anh hai đã nhịn rồi mà cứ nhéo hoài nhéo hoài nhéo hoài. Anh hai nói tại sao mình mới lại kỳ cục như vậy, là nó điên lên nó mới như vậy. Nhưng mà tóm lại thì các gia đình nên hướng cho bé cái điều thiện, cứ dạy con mình trở thành người tử tế thì chị nghĩ rằng là chẳng có đánh nhau làm gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến phần tips của ngày hôm nay. Các chị chắc là mình cũng là giàu có, tụi mình cũng có rất là nhiều bộ sưu tập nước hoa đồ này nọ kia. Nước hoa nước mà xịt một lần xịt giống như là đổ nguyên gáo nước lên đầu, đúng không? Đúng không? Không, không có. Em với chị xịt ít mỗi lần hả? Em với chồng em mỗi lần xịt nước hoa là giống như xịt chắc cũng thấy 5-10 cái gì á, xịt 5-10 cái luôn á. Trời ơi, trời ơi, nói nghe vậy là gia đình em có ai sản xuất nước hoa không? Không, tại thói quen á, chị xịt là em nghĩ chắc ra ngoài đường gió thổi hồi cũng bớt một xíu á, nên em xịt dữ lắm. Sau này em mới biết một cái tip, đó chính là không phải xịt nhiều nó sẽ thấm. Đúng. Mà là phải có cái gì nó lưu hương trên da thì nó mới thấm lâu, nó mới giữ hương được lâu. Và em đã tìm hiểu đó chính là nước hoa khô, được làm từ Vaseline và nước hoa. Tan tan tan. Wow. Bất ngờ vậy? Bất ngờ. Wow. Vaseline. Nếu bất ngờ là nếu bất ngờ. Mọi người đang lót. Đây là nguyên liệu của chúng ta. Ôi, thật là ít. Chưa bao giờ ít như vậy. Ít nhưng mà chất. Có lẽ những gì dễ dàng nhất là đều đưa cho em. Vậy mọi người biết rằng em đẻ ra không có cái gì gọi là khéo tay hết. Đây là một dạng hũ chúng ta có thể mua chợ Kim Biên. Rất là rẻ luôn. Đó, và đây là hũ Vaseline. Đây, hũ Vaseline này cũng nhỏ luôn. Thật ra Vaseline nào cũng được hết trơn. Em thấy cái nào nó cũng y chang nhau. Mình sẽ lấy một lượng Vaseline bỏ vào hũ. À, bỏ vô hũ ở đây mọi người nhìn kỹ. Làm một lần. Cái vàng nó ra. Vàng ra. Đó, và sau đó rất đơn giản. Người thấy xem áo thuật. Đây. Mình xịt. Ra ít. Ờ đó, cái này nó mới đã nè. Rồi. Sau khi xịt vào, lấy cái này em quậy lên. Quậy lên. Đó, và em tiếp tục vàng ra nữa. Rồi. Đây là sau khi mà em quấy lên. Đó, nhìn khá là xấu nhưng mà thật sự lên nó rất là thơm. Đây, bây giờ em sẽ quệt vào trong tay của em. Rồi, em sẽ lấy hai tay. Nó giữ lâu hơn hả? Dạ. Sẽ vừa dưỡng ẩm cái cổ tay mình, nó sẽ vừa khiến cho chúng ta có một cái sự mềm hơn đúng không? Muốn quạt một cách rất là thơm tho nha mọi người. Thơm, thơm, thơm. Nhưng mà về cái tiếp xúc hoa này á, thì em nghĩ rằng là để mà hiệu quả hơn á, mình nên dùng cái loại Vaseline mà nó không có mùi. Đúng rồi. Cái đây mọi người hãy sức vào trong cổ tay. Ok. Đẩy. Để
là bông hoa nốt lại rồi là đơn giản, mà thật sự là cái này đem theo bỏ vô túi quần là túi áo là túi xách là túi nói chung là nhiều túi mà túi nào mình cũng bỏ được hết trơn, nó nhỏ xíu, nó không phải là như cái chai này đó, cho nên mình đi đâu mình cũng đem theo được hết bất cứ nơi đâu. Dạ, và chúng ta đã xong tips làm nước hoa khô từ Vaseline và nước hoa. Hay thơm quá. Hoan hô. Thanh Thanh giỏi quá. Thôi Thanh không phá. Thanh đã thành công. Sao tự nhiên đưa cái tip này cho Mai á chứ? Mai nghĩ là đáng lý là hợp với phong chuẩn hơn đó chứ. À nhưng mà mọi người đừng có tưởng là em là stylist mà em giỏi gấp đồ nha. Có đâu. Toàn là trợ lý của Bông làm thôi. Trợ lý của Bông thôi. Bông có tận 3 người trợ lý. Đó nên là hôm nay em xem cái tip gấp đồ của chị Mai để em về em dạy lại trợ lý của em là xem có gấp đúng không nè. Thực ra thì gấp đồ có rất là nhiều cách khác nhau, nhưng mà chị chỉ làm cách mà chị biết thôi, rất là đơn giản thôi. Dạ. Những cái áo sơ mi á, thì thường thường ở nhà thì chị anh Nghiệp mà ở nhà thì chị ủi, chị treo lên sẵn rồi, nhưng mà lỡ khi mà đi xa đó thì mình gấp thôi. Nhà ai mà tủ đồ treo mà không đủ đó đó thì mình gấp lại đó. Mai chỉ cho cái cách để gấp áo sơ mi cho bớt nhăn, bởi vì một lần mà ủi đồ mới thấy là giống như là một cái sự gì mà nó quá là dã man và cực hình. Nhất em áo sơ mi nhất là ủi áo sơ mi có gì? Áo sơ mi không khó ủi bằng quần tay. Quần tay ủi khó hơn. Quần tay ủi khó. Trời ơi, rất kinh khủng lắm. Ám ảnh cho nên là mới biết luôn. Cho nên là mọi người á ở trong chương trình á thấy là Mai cũng bối rối quần tây cho nên không được quần tây cho Mai xếp. Rồi mình xếp vậy thôi, có gì đâu, sao là mình quấn lại. Cuốn lại luôn hả chị? Cuốn em đi xa không. Em cuộn đồ thì nó sẽ hạn chế nó không có nó tiết kiệm diện tích nữa, cái nếp nhăn đó. Rồi mình sửa lại cái cổ áo thôi thôi thôi. Khi mà xếp á mọi người là phải, khi mà xếp là cái cổ áo cái nào nó nằm ở trên, bởi vì cổ áo nó có nhiều loại á, nó sẽ sợ bị gãy đó. Đúng rồi, tan 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 vậy thôi, không có gì hết. Còn áo thun thì gấp lại đó, gấp bớt áo thun thì chị sẽ như thế này đấy, chị gấp lại lại. Ô, tại sao lại gấp một cái ở dưới á? Chị gấp ở gối dưới xong chị cuộn lại mà cuộn vô trong. À, chị cuộn như thế này. À, sau đó chị lật nó lại. À, cái xong cái vậy. Em chưa vô chưa? Em biết sao không? Cái ông đàn ông á, mình xếp đồ vậy nè, sáo 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 ra đúng không? Bao sáo, không bao sáo. Bao sáo. Bao sáo. Bao sáo đó. Mình chỉ ngủ vậy thôi. Lộn này ra. Đó. Cũng vậy thôi. Lộn vậy thôi. Không vấn đề gì cả. Như áo phông vậy đó. Xong rồi. Xếp cơ. Chị có tin không? Hôm nay mà em về em xếp cái đồ kiểu này vào vali là chồng em sẽ cuồng nhiệt một đêm luôn. Hạnh phúc quên một đêm luôn đó. Rồi cuồng nhiệt một đêm luôn. Trời ơi. Rồi. Thẳng ra. Đó, ví dụ như vậy, kỹ càng chút xíu đi. Rồi, thẳng ra. Tối nay em về em lục hết cái đồ, xếp là từ đầu có được cuộn hết thoải mái luôn. Mình cũng giống như quần tây vậy đó. Chỉ cần em nấu cơm thôi là đã cuồng nhiệt một đêm rồi. Vậy nào em? Tại sao lại lạc đề như thế nhỉ? Nào tiếp tục quần đồ, nào tiếp tục quần đồ. Ý là thế, hay là vì xếp đồ được mà được cuồng nhiệt thì các mẹ nên. Đúng rồi, cứ nên xếp đồ nha. Cứ xếp đồ là được cuồng nhiệt, thế là cũng lật lại, y hệt như cái kia thôi. Thế thôi. Trời ơi, nhìn đẹp ghê luôn á. Hay cục nào là cục nấy vậy. Em làm luôn. Làm luôn nè. Nè em làm lại. Nào làm luôn nè. Thanh mình hãy chứng minh rằng mình là một người tiếp thu nha anh em. Trời ơi, chị không có nhu cầu đi du lịch nhất. Anh à, Thanh, mình dù sao mình cũng là một người phụ nữ có gia đình em ạ. Dạ vâng, chương trình siêu ơn số 8 tới đây là đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và ngoài ra được chiếu vào lúc 9:00 thứ hai tư sáu hàng tuần trên kênh MCV Media và kênh Siêu Mom Siêu 8. Mọi người ơi, mình nhớ theo dõi hoặc là follow fanpage Siêu Mom Siêu 8 luôn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra nữa là xin cảm ơn nhãn hàng Son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.